Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, địa phương tập trung rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ, dịch vụ công thuộc trách nhiệm đã triển khai thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công của tỉnh theo hướng bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm và hoàn thành chậm nhất vào tháng 9 năm 2023. Bên cạnh đó, phải quán triệt đến cán bộ công chức viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm việc tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến, không để tình trạng nhiều hồ sơ trực tuyến giải quyết chậm, muộn hoặc không được tiếp nhận. 100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn đều phải có báo cáo, giải trình lý do và thực hiện xin lỗi người dân, doanh nghiệp theo đúng yêu cầu.